Máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, được cho là từng giúp Ukraine đạt được thành quả quân sự trong giai đoạn đầu xung đột, hiện chỉ được sử dụng hạn chế. Giữa bối cảnh các lực lượng của Nga tăng cường phòng không, một quan chức quân sự Ukraine cho hay. Đánh giá của Đại tá Volodymyr Valiyev, một chỉ huy thuộc cơ quan tình báo Ukraine, được đưa ra giữa bối cảnh UAV đang đóng vai trò then chốt trong tính toán phòng thủ của Ukraine. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng cũng xuất hiện những hạn chế chiến thuật mới. Trong những tuần đầu Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, UAV thu hút sự chú ý chính là TB2 do công ty Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. TB2 của Ukraine được cho là đã tấn công 5 xe tăng, 6 hệ thống pháo kéo, 6 tàu hải quân, 2 tàu hậu cần, 2 hệ thống tên lửa phóng loạt, 2 pháo phòng không và hơn chục tên lửa đất đối không, trang web tình báo nguồn mở Oryx của Hà Lan cho hay. Tuy nhiên, vào cuối năm ngoái, một số bài báo ghi nhận việc UAV này dường như đã biến mất khỏi các đoạn video sẵn có về chiến trường Ukraine và việc sử dụng chúng trở nên ngày càng hạn chế khi đối mặt với hệ thống phòng không tinh vi hơn của Nga. Với TB2, tôi không muốn dùng từ vô dụng, nhưng khó để tìm ra tình huống sử dụng chúng, ông Valiyev nói. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Defense News, chỉ huy Ukraine xác nhận một số bằng chứng cho thấy chúng vẫn được sử dụng nhưng tần suất triển khai và vai trò của UAV này đã thay đổi. Chúng tôi rất biết ơn vì có TB2 ở giai đoạn đầu xung đột, khi chúng được triển khai và tấn công thường xuyên, ông Valiyev nói. Chỉ huy Ukraine cũng cho biết bởi vì các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của Nga đã phát triển về chất lượng, nên thời gian bay gần đây nhất của TB2 chỉ kéo dài 30 phút. Trong khi đó, theo nhà sản xuất Baykar, UAV này có thể hoạt động trên không trong 27 tiếng. Theo công ty này, việc không nhìn thấy bất kỳ video nào ghi lại hoạt động của nó không có nghĩa là UAV này không được sử dụng. Đây là một môi trường vận hành đầy thách thức với hàng trăm phương tiện phòng không, từ tầm trung đến tầm xa của Nga được triển khai. Hiện nay, Bayraktar TB2 chủ yếu được sử dụng để tiến hành các chuyến bay theo dõi mục tiêu, vốn cũng quan trọng như việc tấn công, nhà sản xuất Bayraktar cho hay. Trong khi đó, Nga đang tăng cường tần suất xuất hiện của UAV trong thời gian gần đây. Ukraine đã mất tới 5 xe tăng Leopard tuần qua bởi UAV tự sát của Nga. Điều này đang khiến những chiếc xe tăng trở nên vô dụng trên chiến trường. Những chiếc xe tăng chủ lực Leopard 2 của Ukraine được ghi nhận là đã chịu nhiều tổn thất khi xuất kích trở lại trên mặt trận Zaporizhia, nơi lữ đoàn cơ giới 33 được triển khai nhằm thay thế cho lữ đoàn 47 đã kiệt sức sau 4 tháng phản công. Lữ đoàn 33 là đơn vị duy nhất của Ukraine được biên chế xe tăng Leopard 2A4 do phương Tây viện trợ hồi đầu năm 2023 với số lượng lên tới 40 chiếc. Biên tập viên David X của tờ báo Forbes đưa ra thông tin rằng Ukraine đã mất tới 5 xe tăng Leopard 2A4 chỉ trong một tuần giao tranh với các lực lượng Nga trên khu vực tiền tuyến. Các máy bay không người lái cỡ nhỏ được cho là thủ phạm chính trong việc hạ gục 5 chiếc Leopard này. Việc Nga tăng cường sử dụng máy bay không người lái được xem là một trong những nguyên nhân lớn khiến lữ đoàn 33 của Ukraine phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Trong các trận giao tranh với lực lượng Nga, phòng thủ trên trục Vyborvo Melitopol, tiểu đoàn xe tăng Leopard 2 thuộc lữ đoàn 33 Ukraine phải đối mặt với các bãi mìn, các đợt pháo kích, cũng như các cuộc tấn công từ máy bay không người lái cảm tử từ phía Nga. Ông Samuel Bende, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, Mỹ cho rằng UAV đang trở thành vũ khí có sức hủy diệt lớn đối với xe tăng, dù chúng chỉ mang được khoảng 0,5 kg thuốc nổ và không có sức công phá mạnh. Bende cho biết, các máy bay không người lái tự sát cỡ nhỏ không phải lúc nào cũng tốt hơn các loại vũ khí khác vì đòn tấn công của chúng chưa chắc có thể tiêu diệt được phương tiện của đối phương. Đôi khi cần phải sử dụng nhiều UAV loại này để bắn hạ các mục tiêu lớn có giáp dày như xe tăng, trong khi chỉ cần một tên lửa chống tăng là có thể vô hiệu hóa chúng. Tuy nhiên, UAV cảm tử thường bay theo đàn và đòn tấn công đầu tiên có thể làm hư hại và khiến xe tăng bất động. Các cuộc tấn công tiếp theo sẽ làm nốt nhiệm vụ còn lại khi chiếc xe tăng đang bất động. Nga gần đây cũng đã mở rộng sản xuất máy bay không người lái cỡ nhỏ trong nước, đồng thời đào tạo các đơn vị chuyên môn vận hành chúng. Khi cơ sở hạ tầng công nghiệp và nhân lực đã sẵn sàng, lực lượng vũ trang Nga có thể mở rộng quy mô lực lượng UAV cỡ nhỏ của mình. Chuyên gia Bende cho biết, các UAV tự sát loại nhỏ có mặt ở khắp mọi nơi vì chúng rẻ, có giá khoảng 400-500 USD mỗi chiếc. Các bên tham chiến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đã tiêu thụ hàng nghìn chiếc UAV mỗi tháng. Biên tập viên David X nhận xét, tổn thất trên mặt trận Zaporizhia của Ukraine gần như không thể tránh khỏi
khi Nga triển khai số lượng lớn UAV. Các UAV của Nga khiến các đơn vị xe tăng Ukraine gặp nguy hiểm khi chúng rời khỏi nơi ẩn náu để đi qua cánh đồng hoặc trên đường, đặc biệt là vào ban ngày. Dù mất lượng lớn Leopard 2, nhưng tỷ lệ tổn thất xe tăng phương Tây của Ukraine nhìn chung vẫn không cao. Sau 4 tháng phản công, Ukraine mất 7 xe tăng Leopard 2A4, 2 xe tăng Leopard 2A6 và 1 xe tăng Challenger 2 trong tổng số 150 xe tăng mà các nước đồng minh phương Tây đã viện trợ. Tuy nhiên, một điều không thể chối cãi rằng, tỷ lệ tổn thất của Ukraine đang ngày càng trầm trọng. Để giữ gìn những chiếc xe tăng tốt nhất của mình cho những năm xung đột tiếp theo, Ukraine cần phải có biện pháp bảo vệ chúng tốt hơn trước những chiếc UAV tự sát cỡ nhỏ. Giải pháp để Ukraine đối phó với hiệu quả với UAV cảm tử cỡ nhỏ của Nga là triển khai thêm pháo phòng không tự hành như mẫu Flakpanzer Zephyr của Đức, tăng gấp đôi số lượng thiết bị gây nhiễu, tín hiệu điều khiển của UAV và nhắm mục tiêu vào kíp điều khiển, vận hành chúng trước khi họ tung ra đòn tấn công. Chuyên gia Bendet cho biết thêm, các bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đang cố gắng thích ứng nhanh nhất có thể trước mối đe dọa ngày càng tăng từ các máy bay không người lái tự sát cỡ nhỏ. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.